mấy cây xà lách này của mình á, nay nó bị lấn chiếm hết tội nghiệp luôn. Ôi nè, nó không có nắng đó, nó bị che cho nên là nó không có một miếng nắng nào hết trơn á. Hôm nay là mình nhổ nó luôn, mình thanh toán nó luôn á. Coi nè, mấy cây bắp cải của mình, bắp cải nồi. Còn ở bên đây á, là một loại bắp cải tí hon, là những cái bắp nhỏ nhỏ đó, nó bám lên trên thân như thế này nè. Nhưng mà mình không biết tại sao, lý do nào mình trồng, có thể là nó cuối mùa cho nên là nó không thích hợp vô cái mùa này hay sao á, nó ra cái cây với lá không à. Còn mấy cái này á, mấy cái bắp của nó ra làm sao kỳ lắm, nó không có được, không có ra bắp đàng hoàng như người ta đó, cả nhà xem nè, thấy không? Cho nên là vài bữa nữa chắc mình rảnh á, mình ra mình sẽ dọn nó đi, tại vì có thể không đúng theo cái mùa của nó đó, mình trồng nó sẽ không có được ra bắp đẹp. Mình sẽ bỏ cái hàng bắp cải tí hon đó đi để mình trồng cái loại khác xuống. Hôm nay là mình nhổ nó luôn chứ không phải là mình bẻ lá mình ăn nữa. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay tiếp tục một ngày nữa mình ra ngoài sân để mình coi có cái gì thì mình sẽ thu hoạch cái đó. Hôm nay mình thu hoạch rau cải keo để vô mình làm món rau cải keo xào nước cốt dừa ăn. Mình đi qua bên đây mình thu hoạch luôn hai cái bông cải này. Cây nhỏ xíu rồi là nó mới ra bông rồi. Đợt trước á, là mình trồng nó ra cái bắp bự lắm, cái cây nó to lắm nó mới có bông. Cái này cây nhỏ xíu à, là bắt đầu nó ra bông. Mấy cái này bây giờ á, là không có đúng mùa của nó nữa hay sao á, cho nên là mình trồng không có được tốt. Hai cái bắp chí tẹo. Mình trồng 4 cây và có 2 cây nó ra bông rồi, còn 2 cái cây này á, nó chưa. Mấy cái rau cải keo này của mình nó tốt quá chừng luôn á. Mình cứ thu hoạch chừng một tuần lễ sau à, là ra là mình thấy là có lá để mình thu hoạch nữa rồi. Hôm nay ngày rảnh, hai chồng tranh thủ ra ngoài vườn. Anh Long thì đi Home Depot rồi, anh mua một ít bao phân để hôm nay mình trồng cái cây plum xuống đó. Với lại là anh cũng tranh thủ anh chiết thêm một số nhánh cây nữa. Mấy rau cải keo này nếu mà mình để cái lá nó già quá là chỉ xay uống nước thôi, chứ nếu mình nấu ăn thì nó sẽ bị dai. Cho nên là mình thu hoạch cỡ này nè, là ăn nó vừa luôn đó. Bây giờ mình sẽ vô bên trong để mình xào cái món rau cải keo với nước cốt dừa nha cả nhà nha. Ăn rất là ngon luôn đó. Anh Long anh đi Home Depot anh về kìa. Anh mua được bao nhiêu bao? 5 bao. Chứ bao phít mót đó hả? Bao phít mót đó của em nhiêu ạ? Wow, đợt hổm mình trộn mình mua hết một bao rồi đó cả nhà, bây giờ phải mua thêm một bao nữa. Trộn mấy cái gia đình xôi nè, phân gà phân bò chung với pit mod á nó mới tơi xốp, chứ nếu không cái gia đình, cái loại mà gia đình xôi không á, cái loại nó không có được tốt cho lắm, nó không có tơi xốp, bắt buộc mình phải trộn cái pit mod. Hồi nay tốn hết bao nhiêu tiền đất đai nữa rồi ông ơi. tốn tiền cho vợ không sợ hả? Vợ nó kêu mua mấy bao đất rẻ lắm á, còn hơn nữa giờ nó bắt đi mua hột sòn mới ghê đó ông. mua có mấy bao phần mà chỉ cần vợ thương là được rồi. Trời ơi, nó có sale không anh? Không. Phân gà phân bò không hề thấy nó sale ha. Ngộ ghê á hả, chờ hoài á, mình cứ canh me hoài mà không bao giờ thấy sale. Chà, hôm nay mua dứa ha, nay đầu tư dứa. Nó lạng nặng à, cũng nhiều á. Hello.
Bà hàng xóm hỏi về trồng gì nữa đây, trồng cái gì mà mua hết cái này tới kia. Bây giờ mình sẽ xuống đằng sau để mình rửa mấy cái rau cải keo này, mình xào với nước cốt dừa. Chiều nay mình sẽ ăn cơm. Thì cái cách của mình xào á là mình sẽ bỏ cái nước cốt dừa vô trước rồi mình nêm nếm á, thì mình cảm thấy mình yên tâm hơn. Lỡ mà có mặn ngọt gì đó thì mình sẽ điều chỉnh nó dễ hơn là khi bỏ rau vô. Cả nhà ai mà chưa có ăn thử món này á thì làm thử ăn nha, biết đâu hợp với khẩu vị của mình rồi mình ăn mình nghiền luôn sao. Ở dưới quê mình á là có món lư hoặc là cá mà với lá cách với nước cốt dừa, ăn rất là béo, rất là ngon, ăn với cơm là khỏi chê luôn á. Hình như là có tương hột vô trong đó nữa, ăn là nhức nhối luôn, đúng là nhức nhối luôn. Hôm nay là mình ăn đơn giản nha, rau cải keo xào nước cốt dừa với lại cánh gà, mình chiên nước mắm. Cái này là mình ướp từ sáng giờ nè, bây giờ mình chiên lên luôn, đợi anh Long ảnh chiết mấy cái cây với trồng cái cây lum xuống đó là mình sẽ chuẩn bị mình vô mình ăn cơm chiều là được luôn rồi đó. Ồ, nó căng nha, căng ghê chưa. Bởi vậy mình đi ra ngoài mình nấu là vậy á, mình nấu cả nhà nhìn thấy vẫn ngon đó. Cái này là coi như là nó chín rồi nha, hồi nãy là mình lấy phân nửa thôi, cái rau á mình lấy phân nửa cho nên là nó không có được nhiều, xào xuống nó teo rồi còn chút xíu à. Hấp dẫn không, nghe cái mùi nước cốt dừa nó béo ngậy luôn á, ngon chưa. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha, cái rau mình mới hái mình đem vô mình xào liền á, nó tươi xanh luôn, nó đúng là tươi xanh luôn, thơm mùi nước cốt dừa. Ngon lắm luôn á, khi mình ăn vô nó có vị mặn ngọt, mình chỉ nêm muối với lại là đường thôi. Chỉ là nước cốt dừa mình ăn vô mình có cái vị mặn ngọt với lại độ béo của cái nước cốt dừa và độ nhẫn nhẫn của cái rau cải keo, rất là ngon á. Anh đang tha thuốc á hả? Cái đó là cái bao ở ngoài á là anh đã anh cắt hôm qua rồi phải không? Ừ, anh đã cắt một ngày trước rồi. Ồ, cắt một ngày trước cho nó khô hả? Cho nó khô thì cái kết quả của nó cũng được kết quả mỹ mãn hơn phải không? Hơn. Mấy cái này đã vô bọc sẵn rồi nè. Ừ. Cái đất đó là anh ấy đất gì ạ? Chỉ cái potting potting mix, potting soil, potting mix đó phải không? Ừ. Cái loại đó tốt, nó tơi xốp á. Rồi anh bỏ vô cái bao đó rồi hả? Ừ, bỏ vô cái nhưng mà anh, nhưng mà trong cái đất đó anh có làm gì, có trộn gì nữa không hay là chỉ bỏ thêm một miếng nước cho nó ẩm á, cho nó ẩm thôi. Rồi anh bỏ vô cái túi như vậy, nghịch lại. Ồ. Xong rồi bóp cho nó lại vậy nè. À, nhấn nhấn xuống phải không? Chỉ bỏ nó vô vậy thôi. Mỗi năm á là anh Long đều có chiết mấy cái nhánh bưởi là mình thấy đều thành công hết cả nhà nha. Cái dây này mình cột sẵn nè. Cột sẵn đầu dưới. Rồi vậy là cứ bó nó lại thôi. Chỉ bó nó lại thôi.
Anh sợi dây nó nhét vô giữa rồi kìa đó đi. Không sao, sao hả? Nhưng mà cái này á phải cột chặt lại. Ừ, siết chặt lại. Giống như là bánh tét. Nhưng mà cái khi mà anh bào cái vỏ nó ra đó, cái vỏ bên ngoài á là anh có cạo bên trong nữa phải không? Cái màu trắng á. Phải cạo chứ. Phải cạo cho nó trầy xước lên phải không? Và để một ngày. Để một ngày sau đó hôm nay á là sẽ xức cái thuốc vô kích thích ra rễ. Rồi mình bó lại. Cái đất á là potting mix. Pha miếng nước cho nó ẩm ẩm. Rồi nịt lại là xong. Em thấy anh ấy giấy bạc nữa. Giấy bạc rồi bọc ở bên ngoài nữa hả? Ừ, bạc để giữ cho nó ẩm á hả? Ừ, ẩm. Cột lại vậy thôi. Vậy là xong. Chờ kết quả thôi hả? Khoảng chừng 2 tháng. 2 tháng không? 2 tháng nó mới biết là ra hay không hả? Gần 2. Nếu không có cái miếng giấy bạc có được không anh, hay là phải có? Phải có. Chỉ túm vậy thôi chứ đâu cần gàng giấy gì phải không? Chỉ túm để giữ cho cái độ ẩm thôi. Rất là đơn giản. Vậy thôi. Cái loại thuốc này là mình mua trên Amazon anh hả? Ừ. Nè, cái loại thuốc này, cái hiệu này là ở nhà mình xài năm nào mình cũng mua cái loại này nè. Để mà mình chiết cây là cái loại này. Để nè, kích thích ra rễ này không. Đó, để chiếc cây đó, anh Long đã tha nó lên rồi đó. Chỉ tha lên ướt vậy thôi chứ đâu nhất thiết là phải liều lượng là bao nhiêu anh ha. Chỉ tha lên cho nó ướt cái miếng đó là được rồi. Rồi mình lấy cái sợi dây này, mình buộc một đầu, cột sẵn một đầu cho nó dễ. Nhấn cho nó có cái đường rãnh trước phải không? Hôm nay là chiếc năm nào cũng phải mướn một cái kỹ sư là về chiếc cây hết cả nha. Kỹ sư canh nông. Kỹ sư canh nông về chiếc cây. Hình như anh chiếc được mấy nhánh mận rồi phải không? Cũng đâu cả chục nhánh á. Nhưng mà mận đó thì... Mận thì nó khó hả? Có không, cũng dễ lắm, mận cũng dễ lắm. Mận thì nó không có cái loại mận của mình á, thì nó không có, nó không phải giống những cái giống mận mới sau này, nó có nhiều giống mận ngon lắm. Cái loại của mình á thì nó sai trái, trái đặc guộc ăn ngon, ăn cũng ngon chứ không phải không, nhưng mà phải để cho nó chín á, thật là chín á, chứ mình hái sớm quá thì ăn nó lạc, nó không ngon. Mận ở nước nhiều ăn giòn. Nhưng mà năm nay mình cũng chiết một số nhánh. Thấy thì cũng đơn giản đó, chứ không có khó. Cậu Chính đó anh, có nhận đi chiết cây cho anh ta luôn đó anh. Cả nhà mà ai có cần mà chiết cành, chiết cây á thì liên lạc với mình nha. Trong người, trong gia đình của mình cũng có người nhận lãnh đi chiếc cây nữa. Cái nhánh này là mận xanh đó anh. Cái này là mận xanh á. Mình có tháp một cái cành mận xanh vô trong đây. Cả nhà coi nè, nó còn cái dấu nè, hay cưng không? Là từ khúc này nè, là cây mận ở nhà của mình. Nó có cái đường rãnh này mình tháp vô nè. Còn cái phần đây, nguyên cái nhánh này á, là mận xanh. Hy vọng là năm nay nó ra bông, nó ra trái để mình ăn. Mình đã ăn thử rồi, ăn ngon cho nên mình mới đem nhánh về mình chiết. Hồi lúc mình tháp vô là em nghĩ nó lớn cỡ nào ta?
cái ngón tay không? Tay hả? Chắc cỡ cái nhánh này thôi cả nhà ơi. Nhưng mà coi nè, na nó lên cưng không? Nguyên cái nhánh này của mình là mận xanh nha. Anh Long ảnh có chiếc một nhánh kìa. Lâu lâu á mình sẽ tập tháp á, cái mình tháp một hai lộ gì đó là lạ đó vô đây, chứ trồng nữa thì đâu có chỗ đâu trồng. Anh Long ảnh chiếc á thì chắc cũng cỡ có chục nhánh á, nhưng mà không phải chiếc nhánh nào là ra nhánh đó đâu. Anh trồng cái cây cây mận xuống luôn hả? Cây plum mận Mỹ. nói quá chị không nói, cũng phải đem về một cây. Tại ở nhà toàn là mấy cây ăn trái Việt Nam không à, cho nên là mình cũng muốn có một vài cây gì đó. Cây táo nè, bên đây cây táo nè. Cái loại Pink Lady. Đó, bông. Ừ, đợt hổm em để một cái trái nó chín luôn, ăn cũng ngọt, ngon lắm. Cho nên thấy ngon cái bắt đầu là chăm chút nó lại nè. Bỏ phân đất rồi vô cho nó. Trồng trong chậu. Ủa anh không có trồng chậu hả đó đi? Không bỏ chậu dưới hả? Không. Bây giờ em nghĩ anh đi lấy cái thùng đi. Anh bỏ anh trồng nó xuống dưới. Lần trước á, thì mình có đi mua cái cây mận này á, thì có người coi video thấy biết là mình sẽ trồng cái cây này thì cũng có chia sẻ là cái loại mà plum này cái rễ nó rất là khỏe, rất là mạnh. Cho nên nếu mà trồng á, thì những cái rễ của nó có thể là nó lấn lướt qua những cái cây ăn trái khác xung quanh cái cây mận này, cây plum này. Cho nên là mình bây giờ mình sẽ trồng nó trong cái chậu và mình chôn cái chậu nó xuống đất luôn. À, bây giờ mình đã bỏ cái cây plum, cây mận nó vô cái thùng rồi. Rồi mình chôn nó xuống đất. Vậy đi cho nó chắc ăn đó thôi, là mình trồng mà cái rễ của nó khỏe quá, nó đi nó lấn chiếm vào mấy cái cây khác, làm cho mấy cái cây khác không tốt, mất công lắm. Cây plum này không thấy nó ra bông ha. Đúng ra là nó phải mùa này nó ra bông á chứ. Để dưỡng thời gian ha. Cái chỗ này á, lúc trước á là mình có trồng cái chỗ này mình thay rất là nhiều lần rồi nha. Cái gốc này mình không biết lý do tại sao trồng cây không được tốt, phải không anh? Không hiểu lý do tại sao, hai chồng không hiểu lý do tại sao luôn. Trồng cái cây nào xuống nó cũng èo ọt á, nó không có phun. Mà mình không biết là lý do. Đợt trước thì có nghi á, là tại vì cái giòi nước. Mà đúng luôn chứ không phải là nghi. Cái giòi nước của bên thằng xóm á, họ chỉnh tự động á, tới giờ là phun nước đó mà nó bị hư á. Cái tối đêm nào nó cũng xịt qua cái góc chỗ nó đó. Nhưng mà họ cũng không biết, mình cũng không biết luôn. Rồi có thời gian cái mình phát hiện ra sao chỗ này nó bị ứ nước nhiều quá. Thì mới để ý thì thấy là cái giòi nước bên đó nó phun qua bên đây. Cho nên là nào là cây mãng cầu chỗ này nè, rồi cây xoài, rồi cây bưởi, rồi tất cả đều phải bướng đi chỗ khác và trồng trong chậu. Cái cây này mình nghe nói nó mạnh, nó khỏe, cho nên là thôi bây giờ mình để thử nó vô cái gốc này coi nó có chịu nổi không nha. Hy vọng là cái cây này nó sẽ chịu nằm ở đây, không có dời đi nữa. Rồi xong. Vô ăn cơm.